An ninh điều tra Công an Hà Nội ra giấy triệu tập lần một liên quan vụ án Nguyễn Văn Đài hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân trước thời điểm diễn ra APEC năm 2017. Nhưng bất chấp điều đó, Trương Văn Dũng, sinh năm 1958 tại Hà Nội, vẫn có những động thái mà qua theo dõi là thách thức. Theo đó, với tấm pano trên tay với dòng chữ APEC Leader, Don't Forget Human Rights, Trương Văn Dũng đã khiến rất nhiều người đi đường tại một con phố tại Hà Nội bị ngỡ ngàng và khó hiểu. Bình luận về điều này, Lốc Mỏ Làng đã dự báo như sau: cùng với việc không chấp hành lệnh triệu tập, có vẻ như đã đủ điều kiện để cơ quan an ninh điều tra Công an Hà Nội có một động thái quyết liệt hơn đối với Trương Văn Dũng. Hiện tại đang xuất hiện thông tin sau tuần lễ cấp cao APEC, giới chức trong nước sẽ tăng cường việc xử lý các đối tượng chống đối, sẽ có nhiều vụ bắt giữ, nhiều phiên tòa được mở ra, không loại trừ cái tên Trương Văn Dũng sẽ góp vui vào những ngày và những điều sắp sửa đến đây. Và đúng như lời dự báo ấy, theo nhiều nguồn tin, từ nguồn của Ngô Duy Quyền, một đồng bọn của Trương Văn Dũng cho biết, chú Trương Văn Dũng tức Facebook Dũng Trương đã bị nhà cầm quyền Hà Nội bắt cóc sáng nay 15 tháng 11 năm 2017. Người dân xung quanh khu vực cho gia đình biết thêm, chúng tôi thấy chú Trương Dũng bị hơn chục an ninh Hà Nội, an ninh Đống Đa bắt cóc mang đi đâu chưa rõ vào lúc hơn 7 giờ sáng nay ở quán nước gốc cây sung, phố Trần Hữu Tước ngay gần nhà anh. Một số nguồn tin liên quan cũng xác nhận điều này. Tuy nhiên, việc Dũng bị bắt không phải là vì phản đối Tổng thống Donald Trump, càng không phải lý do hậu APEC này nọ, mà đơn giản do là một mắt xích trong vụ án Nguyễn Văn Đài và đồng bọn, nên Dũng đã không thể thoát theo việc bị bắt. Dự kiến, sau khi bắt Dũng và một số đối tượng liên quan khác là thành viên của Hội Anh em Dân Chủ, Tòa án Nhân dân tối cao sẽ đưa ra xét xử vụ án công khai. Đây cũng là một vụ án có nhiều đối tượng chống phá nhất từ trước đến nay và liên quan đến nhiều địa phương.